đất cằn đá sỏi, hãy thương hỡi người sông vắng lẻ loi con đò, hãy tin hỡi người năm tháng không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta người ơi người có người ơi người có
Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị họp báo cung cấp thông tin về cưỡng chế thu hồi đất, thực hiện một số dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn. Huyện đoàn và Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019, hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, thu hút trên 700 đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn xã Hải Bình tham gia. Công an Tĩnh Gia phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 11 tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các trường hợp cưỡng chế thu hồi đất tại 3 dự án đầu tư xây dựng thêm một đơn nguyên cầu vượt tại nút giao thông quốc lộ 1A và đường Nghi Sơn Bãi Trành, dự án đường Bắc Nam 2 khu kinh tế Nghi Sơn và dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa. Tham dự buổi họp báo có đại diện Sở Thông tin Truyền thông, Sở Tư pháp, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa, một số cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, Bí thư, Chủ tịch và đại diện các hộ, gia đình nằm trong diện cưỡng chế của xã Xuân Lâm, Mai Lâm và Hải Hòa. Đồng chí Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khai mạc buổi họp báo. Theo thông tin từ buổi họp báo, dự án đầu tư xây dựng thêm một đơn nguyên cầu vượt tại nút giao thông quốc lộ 1A và đường Nghi Sơn Bãi Trành có chiều dài 5,9 km qua địa bàn 3 xã Mai Lâm, Tùng Lâm và Tân Trường. Trong đó đoạn qua xã Mai Lâm dài 2,6 km, ảnh hưởng đến 81 hộ gia đình. Đến hiện nay đã có 72 trên 81 hộ gia đình cá nhân và đơn vị bị ảnh hưởng đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Còn lại 9 hộ không nhận tiền, không bàn giao mặt bằng, làm cho tiến độ dự án chậm, gây bức xúc trong nhân dân. Lý do các hộ đưa ra là giá bồi thường đất và vật kiến trúc trên đất thấp. Đối với dự án đường Bắc Nam 2 khu kinh tế Nghi Sơn có tổng chiều dài 2,3 km, quy mô 12,5 ha, có 200 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chỉ còn một hộ gia đình bà Lê Thị Chữ, thôn Vạn Xuân, xã Xuân Lâm chưa nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng theo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện. Còn dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa của công ty Hiền Đức, hiện còn hộ gia đình ông Hoàng Văn Bắc, thôn Đông Hải không nhận kinh phí bồi thường hỗ trợ. Mặc dù các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi 3 dự án trên đã được cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể vận động tuyên truyền, đối thoại và thực hiện việc chi trả bồi thường theo các chính sách, chế độ hiện hành của nhà nước, nhưng các hộ vẫn không nhận tiền đền bù bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Trên cơ sở thẩm định hồ sơ của các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện dự kiến sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất 11 hộ gia đình của 3 dự án theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Trả lời câu hỏi của đại diện của cơ quan báo chí và kết luận buổi họp báo, đồng chí Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã nêu rõ, quá trình kiểm kê xác định nguồn gốc đất hoàn toàn chính xác, việc áp giá bồi thường công khai minh bạch và theo đúng quy định của nhà nước. Cùng với đó là quá trình vận động tuyên truyền, đối thoại với nhân dân đã được thực hiện nhiều lần, nhưng đến nay các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi 3 dự án trên vẫn không nhận bồi thường hỗ trợ. Vì vậy phải thực hiện cưỡng chế để thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án là cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 6, Công an huyện Tĩnh Gia đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2020, 15 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2020 và phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Tới dự có các đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Với chủ đề phát huy truyền thống, bản lĩnh nhân văn, kỷ cương trách nhiệm, lập công dâng bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, để thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt, Công an huyện Tĩnh Gia sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị nhận thức đầy đủ, sâu sắc về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý nghĩa giá trị lịch sử, nội dung cốt lõi của di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, nhằm khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua được gắn với thực hiện kế hoạch hành động của Công an tỉnh về xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ Công an Thanh Hóa, bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân, triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm, tấn công chấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm gây án, mang tính côn đồ, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an huyện trong sạch, liêm chính, vững mạnh, toàn diện. Phong trào thi đua đặc biệt được chia thành 4 đợt, triển khai thực hiện từ ngày 19 tháng 5 năm 2019 đến ngày 19 tháng 8 năm 2020. Trong đợt 1, từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 2 tháng 9 năm 2019 với chủ đề thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh: để thực hiện phong trào thi đua đặc biệt này được lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả cao nhằm xây dựng thế trận lòng dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện và góp phần cho sự nghiệp phát triển mạnh mẽ của các lĩnh vực kinh tế xã hội của huyện, tôi đề nghị Công an huyện quan tâm thực hiện hai nội dung cơ bản sau. Thứ nhất, tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động phải gắn với việc thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, chương trình hành động về xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ Công an Tĩnh Gia bản lĩnh trách nhiệm nhân văn, vì dân phục vụ, đẹp trong lòng dân do Đảng ủy Công an Trung ương, Công an tỉnh và Đảng ủy Công an huyện phát động, đồng thời gắn với việc phát động thi đua với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác của lực lượng công an trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Các phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng đến tất cả đơn vị, đến từng cán bộ chiến sĩ, tạo sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ, chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ chiến sĩ, đề cao tinh thần vì nhân dân phục vụ. Việc làm cụ thể thiết thực, lãnh đạo chỉ huy phải gương mẫu làm trước làm tốt để chiến sĩ noi theo, định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm để kết quả đạt được cao hơn. Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua đến các tầng lớp nhân dân để nhân dân nắm vững, ủng hộ và giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời nhân dân cũng góp phần giám sát, phát hiện và phản ánh kịp thời những trường hợp chưa thực hiện tốt trong phong trào thi đua, có những hành vi tiêu cực, phiền hà, chấn chỉnh xử lý kịp thời, xây dựng lực lượng công an Tĩnh Gia ngày càng trong sạch vững mạnh. Nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các nhiệm vụ chuyên môn của ngành công an nói chung và công an huyện Tĩnh Gia nói riêng là rất quan trọng. Tôi đề nghị các đồng chí luôn phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chung sức đồng lòng, phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, khắc phục, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Sau buổi lễ này, lãnh đạo chỉ huy các đội nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ công an huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch đối với từng cá nhân, đơn vị để triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu chuyên môn, nhiệm vụ đảm bảo thành công thắng lợi của nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ đã luôn quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ địa phương và trực tiếp là lực lượng công an huyện thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, và rất mong trong thời gian tới địa phương và lực lượng công an huyện Tĩnh Gia tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua nói riêng và các nhiệm vụ của công an huyện nói chung. Đề nghị các ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện tiếp tục phối hợp giúp đỡ công an huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, góp phần giữ vững
tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn trên địa bàn huyện. Cuối cùng xin chúc các quý vị đại biểu, toàn thể cán bộ chiến sĩ công an huyện Tĩnh Gia sức khỏe hạnh phúc. Chúc phong trào thi đua thành công và đạt kết quả cao nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo huyện Tĩnh Gia, các đội nghiệp vụ của công an huyện Tĩnh Gia đã ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, ngày 19 tháng 8 năm 2020, 15 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2020 và phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 6, Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp Bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư tỉnh đoàn làm trưởng đoàn, thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019 tại huyện ta. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía huyện có đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng các đồng chí là thành viên trong Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp Bền vững giai đoạn 2016-2020 của huyện. Thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019, huyện Tĩnh Gia đã kiện toàn Ban chỉ đạo về chương trình Mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp Bền vững, triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng, phòng cháy rừng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân xử lý thực bì để trồng rừng, sử dụng lửa đúng quy định, đảm bảo an toàn trong phòng chống cháy rừng, nghiêm cấm việc sử dụng lửa để xử lý thực bì ở khu vực giáp với khu rừng trọng điểm cháy, thực hiện nghiêm việc dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, hậu cần và các điều kiện cần thiết khác để chữa cháy rừng kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư tỉnh đoàn, trưởng đoàn công tác của tỉnh, đề nghị Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp Bền vững của huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng bằng nhiều hình thức, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng tới người dân trên địa bàn, làm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ rừng, chủ hộ nhận khoán và nhân dân trong việc chấp hành và thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng, xử lý nghiêm các chủ rừng thiếu trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong những ngày thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, Ban chỉ đạo của huyện cần làm tốt công tác chỉ đạo các địa phương có rừng và các ngành hữu quan, chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ và hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất cháy rừng xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 6, đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã chủ trì hội nghị xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thực hiện nghị quyết số 13 ngày 11 tháng 1 năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ủy ban dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng dự thảo kế hoạch hành động để thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao năng suất chất lượng, khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người sản xuất, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh, tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại bền vững. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến để xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, tích tụ tập trung đất đai để khắc phục tình trạng dùng đất phân tán nhỏ lẻ, manh mún, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, huyện phát triển. Vì vậy, kế hoạch hành động để thực hiện cần làm rõ mục đích, yêu cầu của tích tụ dụng đất gắn với đặc điểm, thổ nhưỡng, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, dân cư, lao động của huyện.
kế hoạch cần phải giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành hữu quan, các xã để triển khai thực hiện có hiệu quả việc tích tụ ruộng đất. Đồng chí Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị hoàn chỉnh kế hoạch hành động để báo cáo Ủy ban dân huyện xem xét quyết định. Ngày 9 tháng 6, tại xã Hải Bình, huyện đoàn và Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019, hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và chiến dịch hãy làm sạch biển, thu hút trên 700 đoàn viên thanh niên và người dân xã Hải Bình tham gia. Tới dự có các đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Phạm Văn Nhiệm, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo cấp ủy chính quyền xã Hải Bình. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 được huyện đoàn Tĩnh Gia phát động với chủ đề Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, với mong muốn phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Để hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019, hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, chiến dịch hãy làm sạch biển, huyện đoàn Tĩnh Gia sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, vị trí tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức các hoạt động cụ thể thiết thực như ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, trồng cây xanh, trồng rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế sử dụng túi ni lông, xây dựng các tuyến đường văn minh với các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân tập thể có thành tích trong bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên biển, hải đảo Việt Nam. Ngay sau buổi lễ, trên 700 đoàn viên thanh niên và người dân xã Hải Bình đã đồng loạt ra quân làm vệ sinh, thu gom rác thải, các tấm phao xốp, vỏ chai nhựa, vỏ bánh kẹo, túi ni lông tại khu vực dọc bãi biển đoạn qua địa bàn xã Hải Bình đến tận nơi tập kết để xử lý theo quy định. Vừa qua, Hội Khuyến học huyện Tĩnh Gia đã tổ chức trao học bổng của công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho các cháu học sinh, sinh viên ở những xã đã nhường đất cho dự án nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học khá giỏi trong năm học 2018-2019. Đồng chí Lê Thế Kỳ, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến dự. Trong dịp này, công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã trao 298 suất học bổng cho học sinh sinh viên, trong đó có 198 suất dành cho học sinh sinh viên tại ba xã gồm Tĩnh Hải, Mai Lâm và Hải Yến. Đây là những xã đã nhường đất cho dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, trong đó suất cao nhất là 10 triệu đồng, suất thấp nhất là giá trị 3 triệu đồng. Trước đó, công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng đã trao 100 suất học bổng cho các em học sinh đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn xã Hải Hà, Hải Thượng, Hải Yến, Mai Lâm, Nghi Sơn, Nguyên Bình và xã Tĩnh Hải, với tổng kinh phí trao trong đợt này là gần 1,2 tỷ đồng. Đây là hoạt động nhằm san sẻ bớt những khó khăn đối với các cháu là học sinh, sinh viên, là con các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị thu hồi đất cho dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn vươn lên học khá giỏi, đồng thời thắp sáng niềm tin, chắp cánh ước mơ, động viên các cháu tiếp tục vươn lên, đạt được nhiều kết quả trong năm học mới. Công văn của Ủy ban dân huyện Tĩnh Gia về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ thu mùa năm 2019. Kính gửi Chủ tịch Ủy ban dân các xã thị trấn, thủ trưởng các ngành liên quan. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương năm 2019, khu vực Bắc Trung Bộ có thể có đợt mưa lớn tập trung trong các tháng 6, tháng 8 năm 2019. Nhiệt độ có thể cao hơn nhiều năm, có đợt nắng nóng xảy ra ở đầu vụ sản xuất. Để chủ động ứng phó kịp thời với diễn biến phức tạp của thời tiết, triển khai tốt kế hoạch sản xuất vụ thu mùa năm 2019, Chủ tịch Ủy ban dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, thủ trưởng các ngành liên quan tập trung chỉ đạo một số nội dung sau. 1. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường công tác điều tra phát hiện sớm sâu bệnh hại đầu vụ mùa như dày lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ hại lúa, sâu keo mùa thu, lưu ý các vùng chân đất trũng thấp để hướng dẫn các hộ nông dân phòng trừ kịp thời hiệu quả.
bố trí tối đa nguồn nhân lực, máy móc khẩn trương thu hoạch nhanh gọn diện tích cây trồng đã chín để tránh thiệt hại do thời tiết gây ra. Trên các diện tích đã thu hoạch, khẩn trương cày lồng, vùn rơm dạ sớm, kết hợp xử lý chế phẩm sinh học để phân hủy nhanh rơm dạ, hạn chế ngộ độc hữu cơ tràn dư sâu bệnh. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất vụ hè thu vụ mùa năm 2019 của Ủy ban dân huyện, các xã thị trấn rà soát kế hoạch sản xuất vụ hè thu vụ mùa năm 2019 phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đảm bảo trà lúa mùa sớm trên chân đất vàn, hai vụ mùa vụ đông sớm, dâu đông, ngô, khoai lang, thu hoạch trước ngày 10 tháng 9 năm 2019. Trà lúa mùa sớm trên chân đất vàn, hai vụ lúa mở rộng sản xuất vụ đông, ngô rau màu đông, thu hoạch trước ngày 25 tháng 9 năm 2019. Trà lúa mùa chính vụ trên chân đất vàn thấp, chuyên hai vụ lúa thu hoạch trước ngày 30 tháng 9 năm 2019, có giải pháp kiểm soát sớm dày lưng trắng trên diện tích mạ lúa mới cấy, xạ chủ ngăn ngừa không nguy cơ bùng phát bệnh lún sọc đen phương Nam trên lúa vụ thu mùa, hạn chế việc gieo trồng thẳng ở những vùng thấp trũng, không chủ động tưới tiêu thường xuyên bị ngập úng. Kiểm tra cân đối nguồn cung ứng giống, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng lúa ngô, rau màu cho sản xuất, có phương án dự phòng lượng giống khi có thiên tai dịch bệnh xảy ra. Đối với cây rau màu, cần rà soát lại diện tích gieo trồng của từng loại chủng loại để hạn chế sản xuất tập trung một loại với diện tích lớn gây dư nguồn cung ứng trong thời điểm. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Chu chi nhánh Tĩnh Gia xây dựng phương án tưới tiêu hợp lý và dự trữ nguồn nước, phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh nhằm chủ động đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết và dịch bệnh gây ra. 3. Các ngành phục vụ sản xuất, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật, tăng cường công tác kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh giống, phân bón thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo chất lượng các loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao các tiến bộ khoa học về giống, phân bón, canh tác, tăng cường áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất như máy làm đất, sử dụng mạ khay, máy cấy, máy thu hoạch nhằm tăng năng suất chất lượng, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, thủ trưởng các ngành liên quan triển khai tốt các nội dung trên, báo cáo kịp thời về Ủy ban dân huyện khi có những phát sinh trong quá trình thực hiện. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hồ Đình Tùng. Thông báo cấp cảnh báo cháy rừng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2019. Theo bản tin cảnh báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa trên địa bàn huyện Tĩnh Gia từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2019, cấp cảnh báo cháy rừng ở cấp 4. Thời tiết khô hanh, nắng nóng kéo dài có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lây lan nhanh. Trước tình hình trên, để chủ động phòng cháy và sẵn sàng cho chữa cháy rừng, trưởng Ban chỉ đạo về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân các xã có rừng, trưởng phòng ban, thủ trưởng các ngành đơn vị thực hiện một số nội dung sau. 1. Chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ và hậu cần theo phương châm tác chiến chữa cháy rừng để sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. 2. Ủy ban dân các xã có rừng tăng cường tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, thông báo cấp dự báo cháy rừng 2 lần trên ngày, sáng sớm và chiều tối. Chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, tuần tra rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, nguồn lửa trong và ven rừng, nhằm phát hiện sớm và tổ chức lực lượng xử lý kịp thời ngay từ khi mới phát sinh. Đặc biệt chú ý ở các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, nghiêm cấm việc sử dụng lửa trong và ven rừng, kể cả đốt xử lý thực bì để trồng rừng. Duy trì trực chỉ huy chữa cháy rừng 24/24 giờ, mở sổ theo dõi phân công trực cháy và tổ chức trực cháy và báo cáo theo quy định. 3. Ban quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia tổ chức lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách các chủ hộ nhận khoán tuần tra canh gác lửa ở rừng, ở các khu rừng, thông trọng điểm cháy, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, nguồn lửa trong và ven rừng, chủ động sẵn sàng về lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ.
3. Các thành viên ban chỉ đạo huyện, hạt kiểm lâm tăng cường kiểm tra đôn đốc các xã có rừng, chủ rừng thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo huyện, chủ tịch ủy ban dân các xã có rừng, trưởng phòng ban, thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, ký thay trưởng ban, phó trưởng ban, hạt trưởng hạt kiểm lâm Lê Văn Toàn. Thông báo lịch sơ tuyển sao nhí tỏa sáng năm 2019, sôi động hấp dẫn và rực rỡ những sắc màu trẻ thơ. Sân chơi sao nhí tỏa sáng mùa 3 đã quay trở lại với nhiều đổi mới hấp dẫn. Các em nhỏ từ 4 đến 15 tuổi trên toàn quốc có năng khiếu nghệ thuật sẽ được tham gia dự thi ở 3 thể loại là hát, múa, khiêu vũ và các thể loại khác, gồm dẫn chương trình, kể chuyện, diễn kịch, biểu diễn nhạc cụ, ảo thuật, võ thuật. Giải thưởng được trao theo 3 thể loại với 3 giải nhất, 3 giải nhì và nhiều giải phụ. Hãy đăng ký tham gia để có cơ hội được gặp gỡ với các khách mời nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Tự Long, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi, được thể hiện tài năng và nhận những giải thưởng hấp dẫn của chương trình. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm đơn đăng ký dự thi theo mẫu, bản sao giấy khai sinh, tên 3 tiết mục dự thi phù hợp với lứa tuổi. Các thí sinh đăng ký tham gia chương trình bằng cách gửi hồ sơ về Phòng Văn nghệ Thể thao, Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, Đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Hồ sơ trực tuyến về địa chỉ email sao nhí tỏa sáng 2019a@gmail.com. Hạn cuối là ngày 30 tháng 6 năm 2019. Thí sinh ở xa có thể đăng ký trực tiếp trong ngày sơ tuyển mùng 2 tháng 7 năm 2019. Vòng sơ tuyển sẽ chính thức diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 7 năm 2019 tại trường quay tổng hợp Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, Đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Truy cập trang facebook.com sao nhí tỏa sáng hoặc gọi vào đường dây nóng 02373852623 và 0865012142 để biết thêm thông tin chi tiết. Sao nhí tỏa sáng, nơi ươm mầm tài năng nhí. Vinhome Star City, khu đô thị phong cách châu Âu đầu tiên tại Thanh Hóa, đã chính thức đi vào hoạt động với đầy đủ hệ thống cảnh quan tiện ích hiện đại như đại lộ châu Âu, sân thể thao, sân chơi trẻ em, bể bơi mái vòm, cảnh quan nước. Đặc biệt, dự án chính thức khai trương bể bơi vào ngày 15 tháng 6 năm 2019. Đây là bể bơi mái vòm đầu tiên tại thành phố Thanh Hóa, có thể sử dụng 4 mùa nhờ thiết kế đóng mở mái vô cùng đặc biệt. Mùa hè này, cư dân Vinhome Star City không còn phải đi đâu xa giữa tiết trời nắng nóng mà có thể tận hưởng phong cách sống resort mỗi ngày tại chính ngôi nhà của mình. Hơn thế nữa, Vinhome Star City mang đến khóa học bơi miễn phí dành cho cư dân nhí với giáo án bài bản ngay tại bể bơi nội khu. Đây hứa hẹn sẽ là hoạt động hè bổ ích thiết thực dành cho các con cũng như gỡ bỏ nhiều mối lo lắng giúp cha mẹ. Dự án tọa lạc tại ngã ba đại lộ Hùng Vương, Lê Lợi, Nam Sông Mã. Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1186. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank chi nhánh huyện Tĩnh Gia, Nam Thanh Hóa xin trân trọng thông báo. Nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền, từ ngày 31 tháng 5 năm 2019 đến hết ngày 28 tháng 8 năm 2019, Agribank triển khai huy động tiền gửi tiết kiệm dự thưởng, sinh lợi an toàn, hàng ngàn giải thưởng. Chương trình dành tặng cho khách hàng 40.811 giải thưởng, trong đó có một giải đặc biệt là một sổ tiết kiệm có kỳ hạn trị giá 1 tỷ đồng, 10 giải nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng, 6.800 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 34.000 giải may mắn, mỗi giải trị giá 200.000 đồng. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 12,2 tỷ đồng. Agribank sẽ tổ chức hai đợt quay số mở thưởng. Đợt 1 dự kiến vào ngày 16 tháng 7 năm 2019, quay số đối với các mã dự thưởng phát hành hết ngày 12 tháng 7 năm 2019. Đợt 2 dự kiến vào ngày 4 tháng 9 năm 2019 sau khi kết thúc đợt huy động. Chỉ với số tiền 7 triệu đồng cho kỳ hạn 24 tháng, 10 triệu đồng cho kỳ hạn 13 tháng, 15 triệu đồng cho kỳ hạn 7 tháng và 20 triệu đồng cho kỳ hạn 5 tháng, khách hàng sẽ nhận một mã dự thưởng ngẫu nhiên để tham gia quay số mở thưởng. Khách hàng gửi tiền trước ngày 12 tháng 7 năm 2019 thì với một mã dự thưởng
sẽ có cơ hội được tham gia quay số mở thưởng lần 2. Ngoài ra, Agribank chi nhánh huyện Tĩnh Gia, Nam Thanh Hóa đang triển khai chương trình khuyến mại kiều hối Agribank tích điểm nhận quà. Thời gian tích điểm từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 với 12.937 giải thưởng, tổng giá trị lên tới 1 tỷ đồng. Với mỗi giao dịch nhận tiền Western Union hoặc chuyển tiền Western Union, khách hàng sẽ được tích 10 điểm. Mốc đổi thưởng tối thiểu là 90 điểm, tối đa là 945 điểm. Mỗi mốc cách nhau 45 điểm. Giá trị quà tặng tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa là 1 triệu đồng. Mỗi mốc cách nhau là 50.000 đồng. Khách hàng có thể đổi thưởng tại nhiều mốc, thời gian đổi thưởng từ ngày 1 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019. Agribank chi nhánh huyện Tĩnh Gia, Nam Thanh Hóa xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý khách hàng, chúc quý khách may mắn. Mọi thông tin chi tiết xin quý khách liên hệ Agribank chi nhánh huyện Tĩnh Gia, địa chỉ tiểu khu 6 thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, điện thoại 02373-861-021. Agribank chi nhánh huyện Tĩnh Gia, phòng giao dịch Hải Ninh, địa chỉ chợ kho xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, điện thoại 02373-619-012. Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng. Giám đốc đã ký Ngô Sĩ Đạt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, phát thanh viên Tuyết Minh, Huyền Diệu, kỹ thuật sản xuất chương trình Trung Kiên, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến, Văn Tú, Viết Mậu. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia được truyền tải trên mạng Internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.